Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt ở Nga nhiễm cúm Vũ Hán kêu cứu, Đại sứ quán Việt Nam chỉ gửi công hàm. Hơn 100 người Việt Nam bị nhiễm virus corona tại Moscow đang lên tiếng cầu cứu cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ giữa bối cảnh hệ thống y tế tại thủ đô của Nga đã bị quá tải trầm trọng vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra tại nước này. Một số người đã có kết quả xét nghiệm dương tính vẫn không thể nhập viện để điều trị mà phải tự tìm hiểu phương thuốc và điều trị ở nhà. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin trong chiếc áo khoác đặc biệt mặt và mặt nạ phòng độc đến thăm một bệnh viện truyền nhiễm ở làng Karaska gần Moscow vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, nơi tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm viêm cúm Vũ Hán đều đến từ thủ đô Moscow đang điều trị ở đây. Chia sẻ cho biết, gia đình em test 6 người dương tính, chỉ có một người được đi viện, còn lại bác sĩ họ cho cách ly tại nhà và có nói sẽ có bác sĩ tới khám mà qua gần 2 ngày không có ai tới cả. Mong cộng đồng ai biết đơn thuốc cho nhà em xin để đi mua. Một người Việt ở Nga đã lên tiếng kêu cứu với cộng đồng và Đại sứ quán Việt Nam qua mạng xã hội vào hôm 16 tháng 4 năm 2020 vừa qua. Cũng theo mô tả, gia đình người Việt này có một phụ nữ đang mang thai và một trẻ nhỏ 14 tháng. Người phụ nữ mang thai có triệu chứng ho nhẹ, còn người chồng tức ngực và sốt nhẹ. Những người còn lại đều bị ho hoặc đau họng. Rất nhiều người Việt hoặc đã nghi nhiễm virus cúm Vũ Hán cho biết rất khó khăn để tiếp cận với hệ thống y tế cho việc xét nghiệm và điều trị. Ngay cả khi họ gọi vào số điện thoại khẩn cấp 03 cũng như vậy. Một phụ nữ đề nghị viết tắt tên là NBH bị nhiễm cúm Vũ Hán đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moscow. Nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng chị phải thông qua một dịch vụ y tế trung gian để có được chữa trị. Chị nói, mình không trực tiếp gọi từ nhà, mấy người gọi từ nhà phải chờ lâu lắm, gọi từ sáng tới chiều người ta mới đến, có khi người ta trả lời là vì bệnh viện đang quá tải, nên mình ra bệnh viện để chụp phổi thì có kết quả luôn và bệnh viện gọi cho mình. Nhưng ngay cả khi bệnh viện gọi, mình cũng phải chờ 3 đến 4 tiếng thì mới được vào nhập viện. Chị Hát cũng cho biết thêm, chị biết chị nhập viện trong tình trạng nhiễm viêm phổi khá nặng với nhiều vết đốm ở phía dưới phổi. Người phụ nữ này đã phải trả 8.450 rúp, tức là tương đương khoảng 120 đô la, cho dịch vụ chụp phim phổi để từ đó tiếp cận được việc điều trị trực tiếp miễn phí tại bệnh viện của nhà nước. Một bác sĩ người Việt đề nghị giấu tên, hiện đang giúp đỡ cho các bệnh nhân Việt Nam nhiễm virus corona ở Moscow, xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là có tình trạng quá tải của hệ thống y tế tại đây. Hệ quả là nhiều người Việt khó nhận được sự trợ giúp y tế cần thiết và kịp thời từ chính phủ. Đây là hình ảnh nút giao thông bên cầu Kamenki gần điện Kremlin, Moscow vào ngày 4 tháng 4 năm 2020 đã trở nên hoang vắng trong mùa đại dịch. Nga đang thực hiện cách ly xã hội phòng dịch cúm Vũ Hán từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 4 và người dân chỉ được đi dạo gần nhà 100 mét mà thôi. Nhiều người được hướng dẫn phải tự điều trị tại nhà nếu chưa có biện pháp hoặc chưa có biểu hiện của bệnh nặng. Bạn thử tưởng tượng xem một người bị khó thở mà phải chờ cấp cứu tới 4 đến 5 tiếng thì tất nhiên người ta sẽ chỉ có một sự chỉ trích nào đó với hệ thống y tế. Bác sĩ người Việt đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Và cũng theo ông, bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Nga có hai sự lựa chọn. Hoặc là đến bệnh viện nhà nước để được điều trị miễn phí, hoặc là đến bệnh viện tư nhân với chi phí điều trị khoảng 1.000 đô la trên mỗi ngày. Rất ít người Việt Nam tại Moscow chọn đến bệnh viện tư nhân khi chi phí điều trị trung bình lên đến khoảng 15.000 đô la trên mỗi trường hợp, khá cao so với mức thu nhập của nhiều người Việt ở đây. Vào hôm 15 tháng 4, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cho biết đã gửi công hàm tới các cơ quan chức năng địa phương để đề nghị hỗ trợ cho công dân Việt Nam được khám, xét nghiệm và điều trị dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kịp thời. Cũng theo số liệu của cơ quan Việt Nam, tính đến ngày 15 tháng 4, có khoảng 100 trường hợp người Việt Nam tại Nga nhập viện để điều trị viêm phổi Vũ Hán thông thường và vụ việc tiếp tục gây ra những tranh cãi khi số lượng người nhập viện ngày càng tăng nhưng các bệnh viện tại Nga thì trở nên quá tải. Và trong số này có ít nhất 80 trường hợp ở Moscow cho biết đã nhận được kết quả dương tính với virus cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, theo bác sĩ người Việt ở Moscow thì số người Việt Nam nhiễm bệnh ước tính có thể lên đến khoảng 160 người cho tới lúc này. Trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán
đang lây lan nhanh chóng ở thủ đô của nước Nga. Đây là hình ảnh bà Fina Trần, 58 tuổi, cùng chồng ở Moscow đã đặt may khẩu trang và hàng ngày đi phát miễn phí trong mùa dịch cúm Vũ Hán. Bản thân bác sĩ người Việt trên cũng đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp thông báo có triệu chứng nhiễm bệnh, cần được trợ giúp. Trong số những người ông giúp nhập viện có 2 trường hợp nặng đang được điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu và phải dùng máy trợ thở. Đại diện các cộng đồng người Việt tại thành phố St. Petersburg của Nga vừa trao tặng bệnh viện Brodsky của thành phố này 600 đôi tất y tế chuyên dụng cao cổ dùng nhiều lần dành cho các y bác sĩ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân cúm Vũ Hán. Vào hôm 17 tháng 4, Liên bang Nga đã xác nhận có thêm 4.070 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán trong ngày, nâng tổng số nhiễm bệnh chính thức ở nước này lên tới 32.008 trường hợp với 273 ca tử vong. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hoãn các hoạt động chào mừng ngày chiến thắng ngày 9 tháng 5 để đánh dấu 75 năm kỷ niệm ngày chiến thắng Thế chiến lần thứ 2, bao gồm cả buổi duyệt binh qua quảng trường đỏ, vì dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành dữ dội ở đây. Người phát ngôn của Điện Kremlin Peskov vào ngày 16 tháng 4 cũng cho biết Nga sẽ nhận máy thở theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp cần thiết để hạn chế dịch bệnh viêm phổi lây lan. Vào đầu tháng 4, một máy bay quân sự của Nga đã chuyển máy thở và nguồn cung cấp y tế đến New York sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Trump điện đàm. Vào ngày 5 tháng 4, thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin đã nhận định thành phố này nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán cao nhất nước Nga. Đây là hình ảnh người Việt ở St. Petersburg vào ngày 10 tháng 4 đã tặng 660 đôi tất y tế chuyên dụng tặng bệnh viện Brodsky. Và phát biểu trên kênh truyền hình Ruslan 1, ông thị trưởng đã giải thích tình trạng trên là do thực tế có một số lượng lớn người đi qua Moscow hoặc đi du lịch ở nước ngoài. Do đó, lượng lớn bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện và cơ sở y tế của thành phố, nên Moscow đã áp dụng quy định nghiêm ngặt nhất để giải quyết tình hình. Thủ đô của nước Nga đang chuẩn bị khoảng 20.000 giường bệnh để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Thị trưởng Moscow khẳng định tiếp như sau: nếu chúng ta duy trì giãn cách xã hội, làm việc từ xa, giảm gánh nặng trực tiếp và tiếp xúc, vốn góp phần đẩy nhanh tình trạng lây nhiễm, chúng ta sẽ làm được một việc lớn trong quá trình xóa bỏ đỉnh điểm của dịch bệnh. Vào ngày 18 tháng 4, trong vòng 24 giờ, nước này cũng đã ghi nhận thêm 4.785 trường hợp nhiễm cúm Vũ Hán, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 36.793 trường hợp, thêm 40 ca tử vong do cúm Vũ Hán, nâng tổng số ca tử vong lên 313 người. Hiện đã có hơn 129 người ở Nga vẫn đang được giám sát y tế do nghi ngờ nhiễm cúm Vũ Hán. Vào hôm 17 tháng 4, Phó Thị trưởng thủ đô Moscow phụ trách các vấn đề về xã hội, bà Anastasia khuyến cáo như sau: sắp tới sẽ là một giai đoạn khó khăn nhất đối với chúng ta, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất có thể xảy ra trong vòng từ 2 đến 3 tuần tới. Trong khi đó, trang Lenta.Ruslan cho biết Moscow đã huy động toàn bộ hệ thống y tế vào cuộc chiến chống cúm Vũ Hán và các trung tâm y tế liên bang cũng đang tái bố trí để tiếp nhận các bệnh nhân cúm Vũ Hán đang tăng lên từng ngày ở đất nước này. Và tính đến nay, 80% bệnh nhân mắc cúm Vũ Hán ở Nga có độ tuổi dưới 60 tuổi. Bà Anna Popova, người đứng đầu cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người, cho biết như vậy. Đây là hình ảnh lối vào trung tâm thương mại Kum ở thủ đô Moscow vào ngày 4 tháng 4 năm 2020. Trong cấu trúc tuổi của những ca nghi nhận nhiễm có đến 80% là người dưới 60 tuổi, 5% là trẻ em và chỉ có 15% là những người trên 60 tuổi. Bà Popova nói với các phóng viên như vậy. Theo bà, đây cũng là những con số đáng kể, vì chúng ta chỉ ra rằng thế hệ lớn tuổi ở Nga đã được bảo vệ tối đa, họ ở nhà và tuân thủ giãn cách xã hội hơn những người trẻ, nên họ cũng khó bị nhiễm bệnh hơn, bà Popova nhấn mạnh. Và hiện nay, tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm ở Nga khá thấp, chỉ là 0,8%. Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố phải sẵn sàng tuyệt đối để chiến đấu cho sự sống còn của mỗi người dân. Theo RIA, ngày 17 tháng 4 đưa tin, hôm nay Tổng thống Nga đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng và tái cơ cấu cơ sở y tế ở các khu vực trong bối cảnh đại dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra. Tổng thống Nga cho rằng nguy cơ lây dịch của bệnh là rất cao, hiện nay đỉnh dịch vẫn chưa tới. Và ông nhấn mạnh số ca nhiễm mới đang tăng lên không chỉ ở Moscow mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước.
và Tổng thống cũng chỉ đạo tất cả các khu vực trên cả nước phải sẵn sàng tuyệt đối để chiến đấu cho sự sống còn của mỗi người dân. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành việc xây dựng 16 trung tâm điều trị cúm Vũ Hán đúng hạn. Ngoài ra, tới ngày 28 tháng 4, cần phải chuẩn bị thêm 95.000 giường bệnh chuyên dụng để điều trị viêm phổi. Vào hôm 27 tháng 3, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này 150 tỷ rúp, tức là tương đương khoảng 1,92 tỷ đô la để trả lương cho các nhân viên. Và đây là hình ảnh quân đội Nga sẵn sàng đối phó với dịch bệnh. Đây là một phần trong các biện pháp của chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch cúm Vũ Hán. Ngân hàng Trung ương Nga cũng sẽ cung cấp khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi 4% một năm cho các ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán lương cho nhân viên trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nước này sắp phải đóng cửa vì tình trạng nghỉ kéo dài một tuần. Biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch cúm Vũ Hán. Và đương nhiên, với việc đóng cửa này thì chưa biết lúc nào có thể trở lại hoạt động bình thường và nhiều cửa hàng, nhiều công ty, nhiều hãng xưởng cũng đối diện với sự phá sản. Ngoài ra, để hỗ trợ khả năng thanh khoản của thị trường, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ cấp 500 tỷ rúp cho các hoạt động mua và bán lại các loại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường sau khi tính tới ngày không làm việc từ 30 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có thể chỉ cần chưa đầy 2-3 tháng để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong cuộc gặp với các doanh nghiệp Nga ở Novo, khu làm việc ngoại ô của Tổng thống, vào ngày 26 tháng 3, ông Putin đã khẳng định chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua tình hình này và tôi hy vọng có thể còn sớm hơn những gì bạn đã nói. Khi trả lời câu hỏi của một trong những người tham gia cuộc gặp về việc liệu cúm Vũ Hán có được xử lý trong 2 tháng hay không, thì ông Tổng thống Nga Putin đã nói như vậy. Và để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, ông Putin đã cho người dân nghỉ làm được hưởng lương hết tháng 4, trong khi hầu hết các khu vực của đất nước này đã áp dụng quy định tự cách ly bắt buộc đối với người dân. Cũng theo yêu cầu của chính phủ Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã triển khai các trụ sở tác chiến khẩn cấp để ngăn chặn thâm nhập và lây nhiễm cúm Vũ Hán trong lực lượng vũ trang, thành lập 49 nhóm vệ sinh dịch tễ di động để xác định các vật chủ mang virus cúm Vũ Hán và tổ chức đối phó kịp thời. Theo ông Shoigu, hiện nhiệm vụ và quan trọng nhất là xây dựng và vận hành 16 trung tâm y tế đa chức năng của các quân khu Tây, Nam, Trung và Đông. Các nhà thầu đã bắt đầu công việc trên tất cả các công trường xây dựng và các cơ sở dự kiến sẽ lần lượt được đưa vào hoạt động từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5. Và việc lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Nga ngày càng nghiêm trọng, chắc chắn trong thời gian tới các bệnh viện ở đây sẽ gánh chịu mức hậu quả rất lớn khi quá tải trầm trọng. Trong khi các nước dân chủ và tự do trên thế giới đã có chương trình di tản và hồi hương rất lớn, trực tiếp đưa máy bay đến các nước để đón công dân của mình về lại quê hương tránh dịch và điều trị, thì nhà cầm quyền tại Hà Nội đã rất thụ động và gần như lảng tránh để mặc công dân của mình trong tình trạng nguy hiểm này. Không những thế, dưới sự chỉ đạo của các đại sứ quán Việt Nam ở nhiều nước, họ đã yêu cầu các tổ chức cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam ở nước ngoài như Mặt trận Tổ quốc hoặc các hiệp hội thân sứ quán tổ chức quyên tiền, thu tiền lúc rất khó khăn này từ kiều bào để với mục đích tiếp tục đánh bóng chính trị với các nước sở tại. Và sự vô tâm và dã man của thể chế Cộng sản tại Hà Nội đã không hề có điểm dừng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản tin Người Việt ở Nga nhiễm cúm Vũ Hán kêu cứu, Đại sứ quán Việt Nam chỉ gửi công hàm. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de